Theo số liệu của khoa truyền nhiễm Bệnh viện Đa khoa tỉnh, từ giữa tháng 2 đến nay, số bệnh nhân bị viêm màng não nhập viện luôn tăng cao. Hầu hết các bệnh nhân nhập viện với biểu hiện sốt, đau đầu, nôn, mệt mỏi, có những rối loạn về tâm thần. Anh Phan Duy Nghị, 39 tuổi, ở xã Hương Long, huyện Hương Khê, nhập viện trong tình trạng sốt cao, đau đầu, buồn nôn. Tại đây, anh được các bác sĩ khám điều trị và chọc dịch não tủy làm xét nghiệm phân lập, tìm nguyên nhân gây bệnh. Em đưa chồng lên ở bệnh viện tư ở trên quê, thì họ cũng nói là phải làm xét nghiệm và theo dõi để xem được có phải là bị viêm màng não hay không. Nên là về em, vì như vậy em lo lắng nên là em đưa chồng xuống bệnh viện tỉnh để nhập viện để được các bác sĩ thăm nom và để có cái hướng điều trị nếu như mà chồng em bị viêm màng não. Cũng giống như trường hợp anh Phan Duy Nghị, cháu Nguyễn Tuấn Cường, 10 tuổi, trú tại khối phố 5, phường Nam Hà, thành phố Hà Tĩnh, đang được theo dõi điều trị viêm màng não sau 4 ngày, sốt, đau đầu, nôn. Cháu nôn 3-4 lần, thì sáng sớm nói luôn là mẹ đưa cháu đến bệnh viện và được chẩn đoán trong dịch não tủy và chẩn đoán là viêm màng não. Hiện tại thì cháu có phát sốt. Phát sốt và đau đầu thì cùng triệu chứng giảm rất hơn. Hiện tại, khoa truyền nhiễm Bệnh viện Đa khoa tỉnh đang điều trị 22 bệnh nhân bị viêm màng não, chiếm hơn 1/3 bệnh nhân tại khoa. Bệnh nhân ở nhiều độ tuổi khác nhau, khi nhập viện đều trong tình trạng sốt cao, khó cắt cơn, đau đầu, nôn. Qua xét nghiệm phân lập dịch não tủy của các bệnh nhân điều trị tại bệnh viện, các bác sĩ đã phát hiện một số chủng của liên cầu nhóm A trên bệnh nhân viêm màng não. Trong số tất cả các bệnh nhân được chẩn đoán khẳng định viêm màng não điều trị tại khoa cho đến hiện nay thì chúng tôi chưa ghi nhận trường hợp nào nghi đến nguyên nhân là do vi khuẩn não mô cầu gây nên bệnh, bởi vì đây bệnh viêm não do não mô cầu là một cái bệnh nhân là một cái bệnh mà lây qua đường hô hấp, nó có thể diễn biến thành dịch và cần phải được quản lý phòng bệnh một cách triệt để tránh cái lây lan dịch ra cộng đồng. Còn hiện tại các cái căn nguyên mà chúng tôi đã và đang làm xét nghiệm phân lập thì chúng tôi đã phát hiện ra một số chủng của liên cầu nhóm A gây bệnh. Bệnh viêm màng não xuất hiện rải rác quanh năm, tuy nhiên có xu hướng tăng cao vào mùa nắng nóng. Đây là bệnh nguy hiểm gây nhiễm trùng thần kinh, có thể đe dọa tính mạng cũng như để lại di chứng lâu dài cho người bệnh. Đối với trẻ nhỏ, khi xuất hiện các triệu chứng như sốt rất cao, kèm đau đầu, buồn nôn, các bậc phụ huynh cần đưa trẻ tới bệnh viện khám sớm, điều trị kịp thời, tránh di chứng cho trẻ. Trước cái tình hình như vậy thì người dân cần thực hiện cả cái biện pháp. Thứ nhất là thực hiện cái vệ sinh cá nhân, thường xuyên rửa tay xà phòng, súc miệng, sát khuẩn họng, mũi họng, vệ sinh nhà cửa thông thoáng. Đặc biệt là khi mà trẻ có cái biểu hiện của bất kỳ một cái dấu hiệu nào mà nghi ngờ viêm não màng não thì đưa ngay đến cơ sở y tế để được chăm sóc điều trị. Và một cái biện pháp mà để phòng bệnh rất quan trọng đó là tiêm các cái loại vaccine như là 5-1, 6-1, quý mi hiệp, viêm não Nhật Bản, viêm màng não mũ và não mô cầu và cả cái loại vaccine khác. Đã bắt đầu bước vào mùa nắng nóng, để phòng bệnh viêm màng não, mọi người cần nâng cao sức khỏe bằng chế độ dinh dưỡng hợp lý, tập thể dục thường xuyên, đi khám sức khỏe định kỳ. Bên cạnh đó, các bậc phụ huynh cần đưa trẻ nhỏ đi tiêm vaccine đầy đủ để phòng bệnh cho trẻ.